Hello, xin chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến kênh YouTube của mình. Ngày hôm nay và các bạn cùng tôi sẽ trải nghiệm một buổi đi dạo vòng quanh một công viên vào buổi chiều. Nay chúng ta sẽ chỉ đi bộ dưỡng sinh cùng các cụ thôi. Số các ông, các bác, đi bộ rất là nhiều đấy. Cảnh thì cực kỳ là thơ mộng, rất là bình yên trong công viên các bạn nhé. Chia nhé. Quang cảnh rất là đẹp. Một buổi chiều rất là bình yên các bạn nhé. Đây, chiều rất là bình yên này. Có đây, bên hàng cây có trồng lá láng này. Cỏ cây nguyệt quế này. Bên phía ngoài là đường quốc lộ và đường dân sinh các bạn nhé. Bên này phía đằng này là đường quốc lộ. Ở phía bên tay phải thôi là bây giờ đang tận dụng làm bãi đỗ xe. Một buổi chiều cứ làm vòng vài vòng này thì cũng thấm mệt rồi bạn ạ. Ba vòng này là cũng mỏi giã chân rồi. Có những thanh niên thì có thể là chiều một lúc nữa sẽ đi chạy nhiều hơn. Các cụ trung tuổi hơn một chút thì sẽ chủ yếu là đi bộ. Đi bộ về khoảng 5:30 6 giờ tối là sẽ về nhà đó. Con em cháu mới trồng thêm các cây hoa cúc với hoa thực dược nhiều các bạn nhé. Hoa vườn đẹp, hoa tôi mất tên hoa này, hoa màu gà. Đẹp phải không ạ? Xen kẽ là những cây dừa lớn. Cảnh các bạn trẻ nhỏ đạp xe đạp lúc này rất là đông các bạn nhé. Sân rất là rộng rãi, cây xanh rất nhiều, cây xanh luôn. Đây thì mới được tu bổ lại, cũng chưa rửa đường những thứ, nhưng mà về cái sạch sẽ để đi lại thì cũng là được rồi. Đây, chỗ này cũng mới hoàn thiện này. Có cây đà rất là to, một gốc đà rất là to, nhiều nhánh, nhiều rễ. Đây là cả bạch đàn các bạn nhé, đây là vườn bạch đàn này. Rất thơ mộng. Đây là đồi thông. Ta đã đi được khoảng 1/3 đường rồi, quãng đường rồi. À không, khoảng 1/4 thôi. Có hồ bao quanh một gọi là một đảo nhỏ. Đó.
sẽ bao quanh một đảo nhỏ và có một hai con cầu sẽ bắc qua đảo bên kia. Cá. Cá bé xíu bạn ạ. Cá to nhưng không phải. Bé thôi. Đấy. Chú trung trung tuổi vẫn đang chạy. Và nó bước ngắn nữa. Một buổi chiều ở đây thì có rất nhiều người cũng khác độ tuổi nhau nhé. Có một đàn bạn trẻ đấy. Đang nô nhau trên đồi thông. Kéo nhau chạy từ dọc từ bên kia sang xe đạp thì vứt đây. Tuổi trẻ. Trẻ ở thành phố thì nếu mà có những khu địa điểm rộng rãi như này và hòa mình vào thiên nhiên thì rất là tuyệt vời. Rất là hiếm, rất là ít các thành phố có những cái công viên lớn như này và gần nhà nữa. Đây có một chỗ sân chơi, bạn thường thường sẽ có buổi chiều thì có đá bóng, đá cầu. Bạn thanh niên ở đá cầu này. Chiều sớm nên là cũng chưa có mấy người qua bên này các bạn nhé. Chưa có mấy người qua. Công viên thì mới được cải tạo lại sau kỳ dịch Covid thì cũng đã nghỉ đóng cửa một thời gian. Qua cây nguyệt quế đây, cây liễu này. Cảnh liễu thì rất là rục và đẹp. Đặc trưng của cái liễu là rất là thích hướng là về phía ngoài phía con nước. Cây liễu thì có tập tính khá là hay. Tập tính khá là hay là khi mà trồng cây cạnh sông suối thì sẽ có xu hướng là đổ thân về phía hướng có nước. Cây si cũng rất là to này. Cây si này cũng phải đến 15-16 năm tuổi rồi. Nhìn như kiểu hai cây vậy các bạn ạ. Rồi, các bạn có thời gian buổi chiều hay là những ngày nghỉ có thể qua bên này để đi bộ hòa mình với thiên nhiên, vừa rèn luyện sức khỏe luôn, đưa con cái trải nghiệm những khoảng thời gian được hòa mình cùng với thiên nhiên rất là tuyệt vời. Tôi xin phép kết thúc video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.